ba anh bốn như đây chơi đi. Chơi đó không quậy đâu, yên tâm yên tâm. Chơi đó không quậy đâu. Thịnh nó bự vậy mà nó xuất cái banh còn không nổi nữa anh. Ừ đéo má anh Lộc ư. Gấp không? Ừ, đéo má, lộ phước này đá cảm giác nhức nhức nha ba, đụ má.
đó đéo không má anh đá rồi ơi. Lọc nè cho khỏe đấy. Làm gì vậy? Bỏ cho banh là thấy bỏ thấy thua. Ta ta mình lấy. Ta đá thịt. Thịt thịt. Kéo lên. Lồn Phước đá đổ má tàn quay xuống không? Đá quay xuống gun rồi ba. Bảo làm gì vậy ta? Nếu Phước đứng giữa ập vô luôn, Phước ập vô gôn luôn. Trẻ mày tao mới lên luôn á, anh Đoàn ở đâu? Anh Đoàn đi đâu vậy? Đéo má lấy rổ đựng rồi. Mà cái đội thôi mày đổ má đừng nói sân bảy nó đéo má trên đời. Đá đi nó quơ mình quơ lại đổ mày cái vụ này cứ để em hỏi anh Bè mấy cái vụ này cứ để em đéo má em thử cho. Thích gài thì tôi gài cho dễ không. Đá dễ đó anh Bè, anh ta anh Bè hôm nay đá khó mà banh trơn á.
điện thoại không bắt máy. Đủ. Chắc mày đâu anh. Tao ngày nào mà không đá. Tự thể hiện đi á. Ừ, người này chung nhiều đội. Chút rồi. Đéo mà ăn thịnh như bàn rồi thay luôn. Thay hồi thay túi nha. Đéo má bầu như bàn rồi, xíu nữa có thì vai miễn phí uống rồi. Chặt giữa mạnh lên. Đừng có để người ta đá giữa dâng cao lên. Đụng dâng cao lên giữa nó có bị đá đéo đâu mà. Ở đây gấp gì mấy anh đó. Lùi mạnh thành. Gì mà kéo gì mà chạy. Đá rối đổ má. Tu tu tu. Đá gì mà rối. Nè bầu. Thôi bầu nay ghi bàn được là em rồi, có Tùng rồi đó. Để gôn, để gôn. Đều. Tăng cường quả lực rồi đó cậu. Đâu rồi, đâu rồi. Ép vô luôn. Rồi nè, về nè, lớp sắp về. Mắc mà là về mệt thế, cứ bám đi.
Trời ơi sao suốt ngay người anh Lộc. Lỏ người kìa. Tốt rồi, qua tốt rồi Phước ơi. Lại tiếp luôn. Rồi, giảm anh, giảm anh, giảm anh. Bấm luôn một người, ra thôi, ra thôi. Cài đi, lỗi 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 đi, lỗi cho đưa, lỗi cho đưa. Đó, anh bảo đó. Không. Đó, đó, đó. Tốt rồi, tốt rồi. Bám người đi, bám người đi. Nữa kìa, thêm người về, thêm người về. Hai người, hai người. Bám lui về, bám đi, lui về, bám đi. Cứ bám người đi mà thế, bám người đi mà thế. Hùng trái, hùng trái. Đã đi. Đi đâu mà chưa hết xìu vậy. Mệt phải thở hay không? Mệt thế, còn người, mệt thế, còn người. Má anh em nó sung sung lên, đủ má một thằng sung cũng đúng, đúng vậy. Nó lỗi người. Ra thôi, ra thôi. Tập trung vào, tập trung vô.
Không sao. Thấy người bè, tốt rồi, tốt. Rồi nè, về nè, đừng có đi bộ, về đi. Đừng có đi bộ về. Mệt thế. Mất chung lui về, mất cái banh lui về chứ đừng có đi bộ về, mệt thế, còn người ở ngoài mà. Về đi. Má cứ vậy không? Mất banh là về. Trời ơi. Mắt banh cứ bám về đi, mệt thế. Đừng đi bộ. Chạy về không kịp thì thôi không sao, chứ đừng đi bộ về. Hết rồi. Chạy theo giữa kìa. Bám về. Quăng lên. Ồ, mệt thế, đừng đi bộ. Tôn bè.
Về anh Lộc ơi, về anh Lộc ơi. Số 8 hay số 9 em, hai số nào cũng được. Đéo má bí luôn rồi. Ai mệt rồi ra ra thế người đi. Ờ đừng có la. Mới vừa thêm cái nữa. Đâu, kéo ra được luôn đồ má. Ai ra đi. Trời ơi, xíu vô luôn. Đéo má đúng, đéo có tôi vô không, hay có độn đá chán không? Nhìn thấy chán không? Đéo có tôi đéo mà đéo con nét. Không có không đéo có nhiệt luôn, đéo có nhiệt luôn. Cứ xìu lúc sung lúc xìu, sung xìu. Thắng cây sung, thua cây xìu. Trời ơi. Đặt cái lồng luôn đồ mà đặt cái lồng luôn nó khó hơn. Đẩy ra nó cái đẩy đó, đẩy đó là khó rồi. Nè tôi. Mới mùa mới đi. Nó đổ về lì lịa lại đôi kia còn nếu mà thấy chưa mòn đế nữa à. Adidas đi ba sọc mọi người. Ba sọc. Nó có đôi giày màu vàng ba sọc đỏ luôn. Đéo má tôi nói ông rồi, ông mốt ông đầu tư cho đội một màu giày thôi. Mùa này có thêm hai hình. Nó có nhiều màu nè, cái này sọc đỏ, sọc xanh, sọc vàng, đen. Nó có loại màu vàng sọc đỏ nữa. Mấy thằng sau này 89 bữa mình thắng nó đó, má thằng Quang là chùm bắt bài đó mới. Thôi em áo này có đẹp, áo của Mobita đơn giản dở lắm, mắt như chó nhiều à, 108 cộng thêm tiền vớ đội tiền vớ chung Việt Nam mà mắc dữ à. Không, đội Mobita cái áo cái thiết kế mẫu riêng mà không dính dáng đội cặp bộ nào đó. Ở bên đội tài mấy thằng đại học luôn, nó thiết kế hay lắm, đẹp lắm. Đánh gỗ đội anh đá sân 7 đội em chắc thua rồi, cho anh đấu chiên đá sân 7
sừng đà mù má đã mém mém thua. Thôi hồi bỏ đi đụng má. Thôi ép không lợi rồi. Chưa không giờ. Yếu lắm. Ép anh nói không lợi đâu mà kéo không anh. Kỹ thuật tốt hơn anh. Anh đi đụng má được cái châu bò thôi chứ đéo có còn cặn. Đá cũng như cặn mà kỹ thuật cũng hên xui, hình như là đéo có luôn. Nhưng mà có những lúc đụng á sức hần đụng á mà lâu lâu mới có. Má anh khoái thằng nào mà chơi kiểu mà thể lực 5 năm hiểu không? Kiểu như dùng sức ép nhau 5 năm á. Vậy mình còn cơ hội mình thắng chứ đụng má nó dùng kỹ thuật đó qua thôi thua. Đó này hả? Đã đi, đã đi. Nó lại phải về, vô làm về mệt bẻ già, dục quá vô nó nói. Cái lộn lộn. Nó chạy tới luôn mà thôi, dụ cha mình. Thôi cha mẹ thôi, bỏ cái gì bỏ đi. Nó đi, đi. Một cái luôn. Nhà cái mấy luôn. Anh chị em? Còn đứa em à? Một mình em hả? Đứa em à. Gái hả? Má ông già tôi đi cho hai bước nữa. Ghê không? Hai vợ. Mày ở với mẹ em hả? Mẹ mất, một bà ruột mất, bà kế. À. Trời em bảo, làm gì vậy em bảo? Ai vô? Hù con trái à, đá kỹ lại đàng hoàng đi, có sao đâu. Đá đi còn đâu có gì đâu mà siêu. Chết rồi anh Lộc ơi, mấy trái rồi. Đừng có xìu, đá sao cũng đừng có xìu. Tập tính đừng có xìu chứ. Dở cũng đừng có xìu mới hay, tao mới nảy. Cũng má phải nói không, không nhắc tới đội đó, nó đã dở mà dở thì bà cố luôn mà đá không có xìu. Thua thôi chứ đâu xìu. Hết mình đi. Thua có con trái mà xìu gì. Trời, người ta thua 7-8 trái người ta còn không xìu. Đồ mà. Đội mình đâu có Thủ Môn đâu. Còn đây ngang vô chụp không. Phước giờ đá là chủ yếu. Đội có hàng Thủ Môn mà đi nghỉ vụ rồi. Quang là siêu chúa tể bất bại. Hãy
Thôi ôi. Giống thằng Chí qua đá bên đây quá ta. Ủa má, đòi tùm lum luôn á. Nó đá chính giữa tốt. Mà giờ nó xuống nhiều rồi anh Bê ơi. Sợ thua. Không mà trận mình đá hay rồi. Đội nó biết gì không? Đội nó đội của anh Ba, ổng kêu mấy thằng lính của ông Hải cũ á, vô đá không à. Nó đợi nàng kia nó đang đứng ngoài nói chuyện, nó ráng kêu vô rồi là không biết là nó tung đội hình chính như vậy đâu. Cái thứ hai là đội hình nó nhiều người nhưng mà nó vẫn kêu thêm thằng đá. Cái đồng chí vô tiếng giữa thằng đó, thằng đó kỵ đá đội mình nó cũng thua, kỵ đá đội khác kìa, còn đội cũ nó mình đá không lại đâu. Đội cũ nó đá nổi tiếng cậu bánh ngọc mà đội thủ nó giờ đã. Tuy nhiều người mà đâu dám đâu vô hết đó. Có mấy người mà chưa được đá. Mình nãy giờ mình chắc vô cơ hội tốt là mình ăn. Anh Bê chưa đá phải không? Bây giờ Duy nè. Duy phải không? Phát vô. Xung lên, về. Trời ơi, đều má chừng trái. Bó tốt mà, đọc má xuống mất, gọi là mất phong độ nhiều rồi chứ. Mà vẫn còn đá được vậy, hồi trước dữ hơn nữa. Tại đi làm riết không có đá banh, mất cảm giác hết. Nhỏ nhỏ còn chứ nhanh lắm. Đang con số 17 mà tới rồi. Duyên Lộc nữa. Anh Lộc là chuẩn bị thế là được rồi. Má hay tốt. Đều hả? Vô không? Đều. Hay Tú ơi. Ủa, Tú ra hả? Thấy hả? Hả? Tú rồi. Má hai trái liên tiếp luôn. Đều. À, chán Phước siêu quá. Đấy. Đi anh em. La lên vậy sao? Quá. Quá nó siêu đầu chấn rồi. Hùng mồm mình đó không biết chụp. Giờ này nó lâu rồi, má một hai pha la cho nó sung sung cái đụng má. Nếu mà hôm nay mình có hùng mồm mà mình không thua. Đẹp luôn. Cái lần đầu tiên không chắc đâu nhưng mà cái là được chứ em. Bình thường không vô. Thằng biết chụp á. Tại em Bê đâu biết chụp, em Bê đá hồi dậy mà. Đúng rồi, đâu có be chân đâu. Tốt tài ơi. Hay quá anh trai. Đứng lên. Chỉ vô tài. Bỏ chặt phải ra. Đẩy tài mình đánh vô. Chỉ lên, lẹ lên. Ba người. Tết chết tài ơi. Không sao. Nhìn lại không sao. Bỏ đi. Không sao, đây.
Đúng rồi, tài tốt rồi, chiên là được rồi. Bắt kìa. Dương rồi kìa, hai lần rồi á. Có kia nó tài, anh kia nó kìa. Duy đá bên lại gì, đứng sát rồi đi. Không gì đâu, đá bình thường đi. Điện tình vô. Trời ơi, quen quá. Dễ quá quen. Hiền quá rồi. Gặp cái, gặp thêm 2-3 cái này vô rồi. Quay giờ tại bỏ tay, bỏ tay. Đi không? Nhiều lúc giờ banh chuyền. Ăn giá, ăn giá, ăn giá. Banh giờ chuyền nhiều quá nên thường thường nếu mà hồi trước á là quen giật dắt luôn, dắt xuống vùng luôn. Nghĩa là bình thường là dắt xuống vùng luôn chứ còn quen không suýt lời nha. Dạng như giờ cảm giác hay chuyền á nên kiểu, nên hơi bị đứng lại. Kiểu quen thích một chạm thôi. Hồi nãy mới vừa một chạm vô đó. Nó banh banh nó phải một chạm rồi, còn banh này nè đâu có đầu chạm luôn, banh nó vẫn bình thường ngoan dắt chơi cứ lắc nhau. Má Tú nghỉ lâu rồi đã là vẫn vậy ta. Tay 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 chạy vậy. Còn bê chưa đá nè, lấy nó chuẩn bị. Bả đi bám về đi, đừng có bỏ, bám về, bám về, bám về heo, bám về heo. Bả lọc ăn đi, ăn coi. Trời ơi. Lộc này bỏ cơ hội nhiều ghê luôn. Lộc cần một bàn thắng để giải tỏa. Giải tỏa. Hay là ai cần giải tỏa. Cần một trải giải tỏa. Mấy cái lên kia tút trên kia luôn, căng ngang lên đầu. Vẫn sút. Đúng, giải tỏa. Nói gì? La bậy rồi, vô quen, vô quen nè. Ta bắt bài á Lộc ơi. Mấy nhưng mà nó lên căng ngang được căng lên nha. Trong trời mà đủ mà lên không căng ngang nhé. Hết bạn. Nó sút là sút. Giải tỏa. Ông sút vô được là ông sẽ giải tỏa liền, nhưng mà khi nào cần đi chứ bây giờ. Đâu mà thầy cũng môn luôn. Đúng rồi, từ từ thôi. Nó mà bây giờ nó mất phong độ nhiều á, bị nghỉ trí á. Trời ơi. Đó rồi, về về. Bệnh bệnh giờ. Bệnh cứ qua là bỏ, bệnh cứ qua là bỏ nha. Bệnh nhiều đông quá trời người mà đâu dám hay hết mà chứ đâu. Sợ giữ giữ. Này sao nó cũng đuối rồi. Đuối rồi, đá được. Biết sao không? Anh em mình chơi chiến thuật nha. Cái thằng nào nó hay á, anh em mình gắn quần quần cho nó mệt chút xíu, nó hay thiệt nhưng mà cho nó thể lực nó xuống chút á, chút nữa mới ra sớm. Bây giờ đúng rồi, đúng rồi. Mà phải xuất được thôi à. Mập không bằng mập, nó không có mệt đâu, nó đi không à. Chỉ nó không có mệt đâu, nó đi không à. Nó cầm banh thôi. Ừ, nó đứng đá đá giữa cầm chặn không à. Nó bấm cầu. Rồi chạy đi, cứ chạy đi, cứ chạy xuống anh em. Nó ra rồi mà, đâu còn đây nữa. Rồi. Không. Ra rồi. Tốt Phước. Hay quá, quá. Tỉnh quá, tỉnh quá. Quay men xin mà. Quay cho banh. Né các bạn tọa anh bé ơi. Tôi đã bị che mắt bởi số 6. Video clip có không hay các bạn xin bỏ qua. Có người đó biết suốt rồi đó. Cầu thủ số 6 đã che mắt video clip. Có cảm giác sao không? Xét xét luôn mà chứ không vô nổi cái ngay luôn. Nhưng mà không sao. Ảnh cần một bàn thắng đi giải tỏa. Nhưng mà dạo này ảnh chịu suốt hơn trước. Trước ảnh khéo. Phá gì?
phải nhanh, bánh trơn phải đẩy nhanh thôi, lỡ rồi. Nó lẹ quá rồi, nó giới cũng không tới. Đâu rồi, có chừng mất người nha. Kèm người đừng kèm gun. Tao đã tôi. Thấy rồi, cứ bắt đây, bắt đây. Cho lên. Cho lên, cho lên. Rồi, cho lên, cho lên, đó. Cho lên, cho lên. Mạnh đó, đó. Nhấp à. Lấy. Đúng lên. Đúng rồi đó bầu. Anh không thấy em la gì đó bầu. La đâu la. Mạnh dạng lên. Gào đâu phải là chửi, gào để lên tinh thần mà. Giống như con tê. Gào để lên tinh thần chứ đâu phải chửi nhau đâu mà. Con tê vậy, con tê rồi. À, huấn viên trên xe hả? Về anh tê hả? Lên. Đâu? Mua gì Sarri nghe nói về Juventus. Trời ơi, xui vậy. Về đây về. Mắc ba là về, mắc ba là về. Cứ về, cứ giá hết. Rồi đứng lại, đứng lại tài, đứng lại, đứng lại tài. Đứng lại tài. Rồi. Thêm người này, góc người sau nè. Hai người bắt một người kìa. Trời ơi, còn qua được luôn. Không mà sướng á, đá đầu này mai mình mới đá chủ sân được. Rồi, đá nó tự giữ mà. Rồi, có anh đòn giật là giữ rồi. Chắc rồi. Có anh đòn giật, trời. Đó, đó. Rồi cái à. Tốt, gôn. Tốt rồi, chụp được cái đầu rồi, tốt rồi. Quay quay giỡn gì đâu, quay tiếp tục. Vũ thể lực đi. Rồi chạy đi. Nhóm nhóm từ từ. Nhóm biên nữa không kìa. Hay quá. Bắt gì? Dính tay. Má không dí với bằng nó chứ. Hay. Tốt em. Rồi chạy đi, chạy đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Bắt đầu rồi, Tài ơi, hậu vệ. Đổi chỗ hậu vệ rồi. Bỏ. Chạy, lòn cánh. À, Hoàng nó hay. Xử lý mấy anh nó bằng. Đục mà chắc nữa, chút nữa mình vô mình làm mấy động tác nó vậy. Bẻ mấy cái suốt đại. Hay quá anh bè ơi. Dạ ai vô nữa vậy. Nó đợi qua kêu tùm lum hết. Thấy giờ nó hình như em thấy sao không mình để coi có đợi mình.
đó mình thuộc dạng đó ok á, giống vậy. Nói trong bè cái đội hình đó, cố định đó. À đã đi đá đều phải không? Đi đá đều á, đá thường xuyên đều á phải không? Đội hình của mình nó không có mướn, hiểu không? Thì, ừ thì đó là đều á, anh hiểu mà, em nói đá tầm lum là anh đã hiểu. Mấy đội đá mình mới mướn tầm lum à, ghép á. Giống như nãy thằng em cao cao nó đá, thằng em cao cao là nó về. Đúng rồi. Đội cũ không thể nữa, mấy lính cũ không thể nữa. Ờ, có mấy người lính cũ của Hải nữa mà mấy đó thuộc dạng hàng dẹp của ổng. Cái đó bao gồm đó bến Ngọc Nam Thới. Đúng rồi. Nó có đội mình. Đội mình là anh em truyền thống luôn á. Đó giờ hình như là hầu như là theo tôi thấy là chỉ có đội Penny của mình là có nhiều chơi nhiều chứ không bao giờ tiêu thêm ngoài. Mà mình cũng đâu có nói tụi nó được, bạn bè tụi nó mà. Cái này đội của anh ba, ông ba kêu. Tốt rồi gì? Cứ thoải mái đấy. Đừng nghĩ gì á, thoải mái đấy. Đá thoải mái đi anh em, thoải mái đi. Hết mình đi được rồi, không mệt. Đúng rồi, đá hết mình thôi được rồi. Thoải mái đấy. Ừ, cho nó hết hồn luôn. Đừng cho hết hồn luôn. Em muốn suốt hết hồn vậy á, suốt đi. Hết hồn thôi, đừng mình hết hồn. Bắt người vô, bắt người vô. Rồi bắt người đi. Chứ nó đá đội truyền thống đâu lại, bắt đầu phải kêu. Đội đội gốc của nó đâu lại mình. Nó kêu thêm rồi. Sáu bảy tám chín lâu lâu cũng có nhưng mà đâu được, sáu bảy tám chín ít, nó cũng có nhiều đã nhiều rồi. Đúng rồi, sáu bảy tám chín á, đúng rồi, sáu bảy tám chín là nó đôi khi thì ít người là vậy đó, đôi khi, nó khi không tại vì luôn. Đúng rồi, sức trẻ giờ dễ tán luôn rồi, không sao sao, còn đúng rồi, trả ra liền, đúng rồi. Ông đàn nó không hay lắm. Ông đàn nó hay lắm anh lộc. Vô này cũng như không à. Anh nói giờ chụp gì anh cái má phải ngon, anh mà không ở cấm ở đây mai rủ anh đi chụp gun bên đội em đá chơi bên đây, ngon lắm. Nói, trời giờ anh giờ chết đây. Không ngon đúng không? Mình nói giờ chụp đội nào anh cũng ngại á. Giờ anh mới nói đúng rồi, chụp đội anh em cũng ngại mà chụp đội kia anh cũng ngại nữa. Hay quá luôn, cái hắn hay quá. Tốt rồi Quang ơi. Má khéo gặt cái bành thì khéo. Thì... Đúng rồi, lấy góc. Góc kìa. Chú má này mình có tùng nha. Hừng rồi á. Còn hai cuốn đồng nữa không? Có tùng không? Hai thằng chống luôn á, truyền Thịnh cũng được mà truyền em cũng được nữa, em bên tuốt biên đây đợi suốt. Má lò nói tiện không quay tình huống. Cái giá nó suốt hai chân luôn, đủ má. Cứ suốt ầm vô. Banh biết sao không? Banh đã đứng sát cái cục gôn lại, cứ suốt lại ầm nó vô. Nếu mà xuống cái chừng trái cũng đỡ vô cũng hành luôn. Đó, nó vậy thôi. Bí là nó đá đại là vậy. Nó đá đâu có xà, nó xà mới ghét. Né gì ơi? Lòn ở giữa vậy. Lòn ở giữa còn gôn lên cái gì. Còn Phước nữa. Ủa phải không? Zoom lên nhìn nó coi. Không có nước. Xa quá, để gần gần à, lại, để gần lại. Biết rồi.
Má đợi anh ba công nhận luôn. Anh đông thiệt. Ông thì nói chung là mấy... Lấy luôn đi, lấy. Quay mang chút rồi. Anh có tùng chưa? Thôi giỡn hoài anh đó, anh mỏng có tùng rồi sao anh đó? Má mà để không là để anh mang tiếng là tình đạo nha. Không có tùng là nó hơi bị căng nữa luôn. Vậy đó sao mà để mấy cái tình huống mà em hay em mà để sao anh lại anh mấy tùng rồi? Mấy tùng? Em phải để đội mình hay đá mà cái tùng hai kiến tạo anh Lộc rồi. Anh Lộc. Em thấy đội mình hay đá sẹt sẹt ngang khung thành vậy nè. Bởi vì anh em mốt để đứng ngay cục 2 á, điểm vô. Nãy có mấy tình huống anh em mình không có ai chạy vô nổi cục 2 á. Trái hồi nãy em đứng ngay chỗ đó là em cũng nghi nghi là nó cũng sẹt nữa. Đủ mà em đứng ngay đúng chỗ luôn, hên ghê. Thôi em biết mà, nhưng mà ý em đó, ý em nói là em để mấy tình huống thấy đội mình thú hay sẹt vậy á. Sẹt ngang á, gần nó mấy tình huống cục 2 ngon lắm. Gặp thằng bí đá nó đem một phát một vô chấm nóc đi trên chứ phải kiếm ông bay xà như em hồi nãy. Nãy em phải dứt hai cái mới vô mà vô luôn á, cũng tại hủ môn nó đỡ vô chứ không phải là vô nữa. Khó quá. Bắt đi. Cũng có chuyện luôn, cũng nó hết. Nói chứ anh đẩy rõ luôn bộ. Thôi kệ mẹ, mình đéo chấp thứ tính đàn bà nó là nội bữa đá banh mà không cho mình la, mình thấy đủ tính là sao. Ủa tao có ghi bàn, tao có hai kiến tạo mà. Má mà nãy anh Lộc bỏ gọi nhiều lắm luôn anh Lộc. Anh Lộc nó dứt điểm bán như Aquiro quá rồi. Ăn trái. Má một chạm không, nãy giờ một chạm. Có ai đợi mà đứng trước không? Phải đợi tới chạy tới mới chuyền. Đúng rồi. Má ăn ba trái mình vô lại cho mình. Anh Bảo. Đá không phải là gọi là chậm mà cũng gọi là nhanh, đá tỉnh. Nên mình nó thấy hai chị hối không? Em vậy nè. Cái này nó mập dễ sao mập luôn ta. Thơ đá cho đội nhỏ. Biết rồi. Hồi lúc mà đội mình đá đi ra nó cũng vô hay vô đá. Chín rồi. Ừ. Sút tốt lắm á. Bơm tốt. Nhưng mà chậm lắm. Lực lắm. Mai đá mấy đội này sướng rồi, mai mình mới giật. Tính ra là mình đang ăn vắng. Ăn mình đâu ơi. Em dập tắt biết bao nhiêu cơ hội để vào sân của anh rồi. Thôi anh luôn Phước. Nó đá cái đó nó dập tắt biết bao nhiêu cơ hội vào sân của mình. Đội đó đội nó mua có 250 kìa. Đội hai đội đó. Mua chưa? Rồi 400. Nhanh lên. Đưa lại lên, đúng rồi. Đội trong nó luôn à? Hai màu khác nhau. Giống vậy mà hai màu. Đó Tài ơi, trở lại chơi Tài ơi. Đỡ dài tôi gách à. Mà con mang được, con mang được. Con mang này chữ xanh lưới ăn trái à. Tập trung vô, tập trung nha. Ráng đi ăn con trái à anh em, mấy tập trung vô. Hay quá trời. Vô chịu má hối là ngàn đó. Thôi đúng thằng.
đứng bên ngoài mà. Bỏ Phương, bỏ Phương. Đi ra, đi ra. Đúng rồi. Tốt rồi. Gì đó thủ tốt nha. Chạy với sư thủ không? Đó thủ tử. Ui. Cố lên bé ơi. Hay quá mẹ ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trở lại. Quẹn gọng vô một cái là anh che hết mẹ rồi. Xử lý anh bè. Trời ơi. Má tưởng vô rồi. Trời ơi hay quá anh bè ơi. Trên bè này không mình. Xà dưới không? Trời đụng mà. Giờ ông làm gì Tú? Quen là dập tắt biết bao nhiêu cơ hội vào sân của Thịnh nữa. Tụi má vô con trái nè, em vô em cầm để cho em bắt chết người rồi. Vô trái nữa à? Không, bên mình giờ vô bên mình giờ vô trái là bên kia xì liền. Hay quá anh bè ơi, trời ơi, đâu đó thấy cái hình bóng đỉnh hồi đỉnh cao. Anh ba ngồi ngoài anh ba. Hả? Anh không vô thiệt luôn. Ba nói không vô thiệt luôn anh ba. Vô. Vô chút đi chứ. 5 phút cũng được vậy. Lúc xếp về từ từ, lúc xếp về từ từ em. À, anh. Bành ra sân phố nó chạy theo lấy bành ra. Nhìn ra nhanh ra tập trung vô kìa. Tốt rồi. Đó là gì nhập rồi đó. Má mấy cái điện thoại Huawei á, anh bảo giờ chết ngắt rồi. Em nói rồi chứ, mua điện thoại Trung Quốc xài cũng có ngày. Huawei lên đường rồi. Bây giờ Oppo với là Xiaomi đang ngồi rung. Ờ. Oppo của Trung Quốc, Xiaomi Trung Quốc luôn. Thành nói em mới biết luôn á, em tưởng Hàn Quốc. Nhưng mà Oppo không có tìm hiểu nhiều. Không, nhưng mà Oppo từ Oppo giống Hàn Quốc á. Nói nghe nè. Nói nghe nè, nhưng mà có thể là Oppo sẽ không bị, có thể. Tại vì Oppo nó cơ bản nó đăng ký thương hiệu ở Mỹ. Hồi xưa nó xuất phát điểm là nó biết làm gì không? Nó làm lo làm ma cái thùng mà karaoke á. Bên Mỹ bán chạy lắm nha. Hơi bị ngon á. Rồi sau này nó mới lấn sang qua điện thoại. Hồi đó là cái thời mà đầu đĩa là nó chuyên làm mấy đầu đĩa luôn á, hơi bị xịn luôn á. Em vô sao anh vô? Em vô trước. Thấy em cầm áo mà. Ba. Một ngư. Bảy bấm một mọi anh em ơi. Nhìn Phước ơi. Nó đá cho tụi Hát Sơn Nam, Hát Sơn Bắc gì đó, quên mày rồi. Hát số 20. Mà kiểu giống như là kiểu là dự bị. Tú, mẹ cái anh đó gì á, anh thấy hoa rồi đó. Anh thấy hoa rồi đó. Vô. Trời ơi, hai trái. Phước Đồng mở lên hy vọng cho Hình vào sân. Má
cây cành. Hôm nay có thể ăn sao, cái ngày mai là phải đi năm trái trở lên nha, chỉ tiêu đặt ra rồi. Không sao em, không sao, cứ bám người chắc vô mình đang lợi thế hơn ta nhiều. Cái ông gom những hàng đá được nhất ở dưới vô quá. Ừ, mình ít đội nào gom đội nào mà không đội giống kiểu đội anh Lộc gia đình với đội của anh Bảo, mà bạn anh Bảo á, đá dưới anh đâu có gom nữa không, đá cũng đâu ăn mình nổi. Đội mấy ông bán làm chúng anh đó, mấy tụi trẻ nhưng mà đâu gom ý như là có nhiều chơi nhiều, hiểu không? Không mà mình nói chứ em khoái đá mấy đội mà có nhiều chơi nhiều, chứ gom thùm lum đá kỳ, kiểu như đá mà mình không có cảm giác mình kiểu như đá mà cảm giác giống như là đúng không, mình cảm thấy mình đang bị chơi trên cơ đó, đúng không? Giống như nó có nhiều chơi nhiều đó mình biết hết, thằng này đá sao đúng không? Đúng không? Chứ bây giờ mình có nhiều chơi nhiều cái tụi nó biết mình đá sao hết rồi, người nào đá sao biết hết rồi. Em luôn á. Về tay. Rồi qua bãi luôn một người. Hay quá anh bè ơi. Mệt thế nha Tài ơi, cố lên em. Má lọ nữa kìa. Rồi xử lý đây. Không cái đó thấy không? Anh Lộc thấy không? Lại sạc ngang nữa thấy không? Em thấy độ mình hay vậy đó, bởi em bây giờ chắc phải chành. Sạc ngang số 7 á, là cái thằng mà hôm bữa mà đá bên Thông Lương á, thằng đội bên kia là hôm qua á, là nếu mà đá về số 7 nó tốt lắm. Đá từ đây mà xéo bên kia là đủ rất là không chính xác đó. Không chính xác kinh. Số 7 đội của anh Bảo à, bạn anh Bảo à. Cái đội kia là mà số 4 hay sao á, đặc biệt á. Còn mười mấy phút nữa. May đi nữa không Tú? May nữa không? Còn chẳng may nữa kìa. Chuyến này mình đâu đá, đá cũng đâu có nhiều đâu, mày đi lên đá tiếp. Cố lên bé ơi. Mày nói chừng nó dài quá. Số đài. Má Phước chụp hay quá Phước ơi. Nhìn nha, bắt người vô một đi. Mình luôn bè. Cho ba cháy. Đồ má đúng là kinh nghiệm ghê. Em vô. Rồi. Má anh bè hấp sáng hy vọng cho em vô sân, anh bè hay quá anh bè ơi. Má bỏ đá thường lắm á, má đi đá thường không biết sao. Ai đá lại. Má bè giảm bụng rồi đó. Bè mà mất cái bụng thờ đá. Một bầu đi. Chị Phước chân quân rồi. Đậu má để giữ banh là che liền, gu nó xuống tốt lắm. Còn hai. Không sao, biết trái được rồi. Má, giờ em mà vô nó giữ banh là em che liền.
em không giờ để xuống. Biết giờ biết sao vô cũng vô. Anh Lộc, anh bảo nhớ kỳ mình đá đội của nó không? Nhớ không? Kỳ mình đội mình đá với đội luôn. Mấy thằng tím. Không, không phải. Sau lúc rã là lúc sau đá cái nó đá vào cái đội nào bên An Thới á, sân Nam Thới gì á. Lúc đó em cũng bắt chết nó không có đâu. Ừ, lúc đó em cũng bắt chết đâu sút được đâu. Em biết nó sút tốt mà, bắt chết mình sút tốt vô. Xử lý. Ừ, để nó đẩy cái ra tới khúc luôn. Sao? Tốt rồi, xe nó xử lý tốt mà. Đẩy mà đẩy hộp cái là Tú hăng với Tú chấp anh đó thôi. Tú có lẹ. Tú lẹ lắm. Cố lên Tú ơi. Tú mà nó qua được chấp anh đó chết. Số 17 là của Eden Hazard á Tú. Góc kìa. Xung lên, xung lên. Đấu vô sụi xíu. Bài đá cũng còn phải sửa tính chút xíu. Đúng rồi. Bài nó hơi hụt hẳn. Động viên nó, cái anh bảo cũng mới la nó cái. Đâu má anh la nó hả? Riêng ai chứ Tài la cũng phải cẩn thận nha. Anh Lộc la, anh la thoải mái, anh Lộc đâu nói gì. Đó là Lộc, anh la Lộc thoải mái chứ đâu có nói gì. Chứ la Tài nguy hiểm á. Bắt chết anh ba luôn nha, anh ba nguy hiểm lắm nha. Mấy em nhỏ nó dễ cập lắm. Anh Lộc thì muốn nhiều cũng được á. Đâu má cứ nạp vô hết. Nói gì nói. Chửi gì chửi. Tụi bay muốn chửi gì chửi. Ai quay. Cái này bè tốt quá. Bè đó anh, bè này nó tốt. Lá là sau bao nhiêu ngày tháng hôm nay mới phong độ hơn Lộc. Đó, lá bà ăn không á. Chuyện hả. Mà nó làm lẹ lên. Mới anh giữ lại làm lẹ lên. Nó quay giữ bành cái là hai thằng cá bánh mì chụp hạch. Anh ba ơi. Má chó đẹp rồi, chó đừng đứng vô anh ba. Tỉnh lại em, tỉnh lại em. Bắt đi, bắt đi, bắt người đi, bắt người đi. Sút tốt lắm, chuyển lại đừng để nó sút, để sút hoài chết. Trời ơi, hay quá anh ba ơi. Còn trái, còn trái, bắt chết vô, chắc vô. Còn trái á, giữ kỹ vô. Tốt rồi Phước, tốt rồi. Dập tắt cái giọng. Má, giọng nó búa ghê thật chứ. Quỷ nó búa tốt lắm. Hay quá. Đúng rồi. Má búa như là đáng chạy. Đúng rồi. Mà nó mất phong độ rồi nha. Nó bị mất phong độ nhiều rồi đó. Má đó đá nổi tiếng cậu Bánh Ngọc luôn rồi. Tiền vậy, Lộc anh chưa ra. Anh Lộc đâu ra đâu, chuyện đâu được đưa ảnh được. Anh chưa nhắm ra ngoài. Còn khoảng 10 phút nữa. Em nghĩ trận này lung lắm là quề, cái nó bấm chuông, hoặc là mà ăn thêm trái nữa bấm chuông. Tốt. Đúng rồi, cho anh đỡ vậy đó. Dạ đó đi Quang. Trời ơi hay quá anh ba ơi. Anh ba phong độ cao quá. Má anh mập mập mà tôi tưởng anh chỉ chơi đi tô. Chiếm chỗ hay quá. Anh ba đồ quá đó. Chơi đi tô mà chạy lỗ. Ông chơi lỗ hay quá. Má già mà chơi lỗ hay là ngon. Còn đó là này. Hồi đó trong đội mình á. Hồi đó anh ba trong đội mình á, mà tại thời gian cái bận công việc nghỉ. Quất quất ngang cái gì cọc hai anh Lộc ơi, giống em hồi nãy á. Thôi ôi không kỳ đá cộng một kỳ đá nên nhiều lúc cái động tác nó không được ngay, anh phải đứng với người cứng cứng nè, anh cứ nhịn nhiều lên cái động tác của anh nó đi. Một người, một người, một người
chết rồi. Tối rồi. Gặp em là vô rồi Lộc. Mai chụp luôn nha. Gặp em là vô là mai chụp. Mai có người chụp rồi, để cho lên đá đi. Nay chụp đủ rồi. Mai chụp nha. Em đá chụp giúp nữa. Mai cho ra ngoài sân luôn chứ đá chụp thì không phải em đá xìu lúc đầu đậu má làm như anh ngồi anh chưa có mồ hôi anh ngồi. Lòi má đá gì che thì chứ. Tối rồi Duy ơi. Hết rồi. Đừng để nó gần quá chết. Nó giữ bạn là ép nó vô liền. Bơm chết thu mồm á. Rạ hơi lộc ơi. Rồi. Đúng rồi. Tốt rồi. Tập trung đi Tài ơi. Sao nhanh lọc luôn, phía sau kìa anh Lộc ơi. Để tao ép quá. Quăng thì chết rồi. Về đây, thêm đi. Ồ. Về đi. Bắt người một một đi. Má chẳng ngàn mai chắc cũng căng giống vậy nè. Một người đi, rà thôi. Một người đi. Đó, đúng rồi. Gạt á. Rồi lấy. Đúng rồi vậy á. Từ Lộc ơi. Hay mà anh ba biết anh ba đó đá lấy hay lắm. Hồi đó anh đá chung đội mình luôn rồi. Xuống rồi. Mà đẹp quá. Anh ba ơi. Hay quá anh ba. Mà đã chơi hư quậy hư quậy không vô đá cũng vui lắm, có anh ba đá vui. Bán. Chạy không nhiều. Thờ đéo má. Chết. Dân lên đi, đá dưới. Đá bằng dưới mà đá thì chết rồi. Đá kỹ lên. Đây đây không gì đâu, đừng về đi thêm người tốc hành vô đây rồi. Tú về tú. Còn sức còn bắt đi, mệt thế. Đừng có đứng. Rồi, đủ rồi đó. Bên kia à. Đi đường quen ơi. Mai chạy chạy đi. Mai đã chung với Mai còn chạy. Trời lại sấy. Mai còn chặn. Đủ rồi. Thấy kìa. Chết mẹ.
Dạ bà 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 lỗi rồi, xin lỗi. Bỏ anh ơi. Đây, đây gì? Xe nó quàng vô không ta? Quàng vô không? Trúng vỏ của ông Tài đó. Trúng cái dầm vậy. Là, ủa nãy nãy là quàng hay Tài? Về đi, về đi. Về đi đừng có tiếc. Cái đó cũng đâu phải tặng bạn đâu. Hai người chấp mà. Cái giò nó trúng giò của ông Tài nó gầm vậy. Đủ. Quốc người ta đều đang quốc nó cái đây già lộn béo má thì là gửi là muốn lộn không em luôn lên trên anh một thôi là thôi một thôi rồi bắt chuyện thôi bắt chuyện đi bắt chuyện bắt đi nè. Rồi rồi đứng đây đứng đây đứng đây đứng đây. Tốt. Tốt rồi. Nãy cái mình đổi mình nói nhiều nhất. Còn tình huống hồi nãy vừa rồi anh ba nói là mình sai đúng rồi nhưng mà nói chung cũng không phải cố ý nữa. Nó là kiểu mình cũng im re mình đâu nói ra mình sai rõ mà. Quang bình bơm lên khó bơm lên đi. Ừ vậy đi khó quá cứ lên đi. Coi lại đúng cái dòng giày của ta. Có quay mà, có quay. Cái này tình chấp mà nó phải quay. Phút thứ 1 thứ 20. Phút 20, 1 tiếng 20. Một người lên, một người lên. Đà thôi. Đúng rồi. Rồi nè, 1-1 này nhìn vô nè. Má bình bình. Đúng rồi, vậy đi phá đi, cứ phá đi. Nó đẹp quá chết. Má hay mà thôi nãy chúng nó lên. Đó mà làm ơi, tại tại. Má buồn đó. Đã thôi. Tối bài về đây. Một người. Tài ơi. Tối bài. Mai bệnh biết bao nhiêu cơ hội luôn. Giờ gần mày mới gần hết giờ rồi nè. Từ quà đến nay. Hình như nãy giờ mình thủ luôn rồi. Ôm mà đi. Bắt người đi. Từ từ lọc sao lọc một thôi ta mà cho ta đá đi rồi qua dịch một người lên
Rồi. Không bấm luôn. Trời ơi, sao bỏ. Bỏ chết. Từ từ tới tài ơi. Dùng lên đi tài, dùng cái tài đi. Quất lên, quất lên. Ừ. Cái nó kèm rồi bỏ lại, hết giờ rồi. Đeo bấm. Đeo bấm rồi, đúng là hết giờ rồi đó. Rồi nói chung cũng chủ nhà của tụi nó lùm la chắc. Ừ, cũng có mấy thằng nói chung là quen không á, quen hết sân. Nói chung là gọi là sân. Gọi là gì ta? Nãy mình đã chạy đáng lẽ là hết giờ. Hết rồi, đúng rồi. Không rồi. Giờ cá không? Giờ mình ghi một trái nó bấm chuông hoặc là nó gỡ lại nó bấm chuông liền, tin không? Bắt sát vô, bắt sát vô. Hết sức đi, mệt thế. Bấm vậy anh Lộc. Bắt chuyền nha, bắt chuyền nha, bắt chuyền nha. Ừ. Rồi, không gì tiếng, không gì tiếng hết. Không có gì tiếng hết. Nhìn người đi. Không có gì tiếng hết, nhìn người đi. Tốt rồi Tài ơi. Bắt vô là bắt vô nè, nhìn vô nè. Trời ơi, má vô một trái nữa là coi như là xong rồi. Bám đi, bám đi, bám đi. Ừ. Đứng rồi Bảo, đứng rồi Bảo, đúng rồi, rồi 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 rồi. Tốt rồi Tài ơi. Bắt chiền, bắt chiền, bắt chiền. À, không có điều đó hoàng khỏi lo. Ra đây một người, ra thôi, một người, đúng rồi. Tốt rồi. Tốt rồi. Ma phút cuối ép quá. Mấy trái không? Tài cho sau cho chụp tiếp đi. Mai chụp rồi. Hôm nay em bị mai chụp luôn á. Dạ.